thân mến, hôm nay nhân dịp xuân về, mình xin chúc tất cả các bạn gần xa trên mọi miền đất nước được luôn vui vẻ, mạnh khỏe và vạn sự may mắn bước sang năm mới nha các bạn. Mình hy vọng là sang năm mới là bệnh dịch này sẽ từ từ sẽ bớt các bạn, tại vì nhiều năm nay rồi. Trên thế giới này rất là khổ vì cái bệnh dịch này không biết từ đâu mà nó tới nữa. Hôm nay mình không biết nói gì hơn là xuân đã về thì mình cũng chúc tất cả các bạn nhà nhà được vui vẻ, hạnh phúc và ấm no. Mình chỉ có vài lời muốn nói đến với các bạn vậy thôi, mình cũng không biết nói gì nhiều. Và chúc các bạn là luôn luôn mạnh khỏe và cố gắng giữ gìn sức khỏe nha các bạn. Rồi tiếp theo thì các bạn xem video của mình nha. Rồi mời các bạn xem tiếp video của mình. Chào các bạn thân mến nha. Hôm nay là chiều 24, nhà mình ăn những món ăn nhẹ này thôi nè các bạn, đơn giản thôi. Ăn những món này nó nhẹ thôi, rồi ngày mai mới là ăn chánh. Ngày mai là ngày 25, bữa nay chiều 24. Chào các bạn thân mến nha. Hôm nay hai má con mình làm đồ ăn dâu lù nè các bạn. Đây, những cái món ăn này mình mua sẵn ở chợ nè. Rau củ người ta nướng sẵn vô hộp đó các bạn. Với lại gan rồi đó. Đây. Còn cái này là bánh ăn lễ giao lù. Cái nhân thì mình cũng mua sẵn luôn nè. Cái nhân mình mua sẵn, người ta làm sẵn luôn. Rồi, giúp tô. Salad. Còn ở đây là thịt này á. Thịt này mình mua thịt sai á, về mình trộn gia vị nào mình thích á, mình trộn vô đây rồi mình nướng để mình ăn với salad. Đó, salad. Đây vô tô chút nữa sắc vô với salad. Rồi rau củ, rau cải, salad rồi sắc sẵn cho là một tô vậy. Đây là dĩa đồ ăn của mình nè. Ăn chỉ vậy thôi, nhưng mà ăn cái này cũng mau đói lắm nha các bạn, tại rau không mà không có thịt nhiều, rau củ đồ nhiều. Nhưng mà những ngày này là những ngày ăn chơi không à, ăn không à, ăn rồi chơi thôi. Đây là dĩa thứ hai của mình đây các bạn. Hồi sớm ăn thì hơn 3 giờ một chút, bây giờ thì 7 giờ rồi các bạn, bây giờ ăn cửa tối. Đây dĩa thứ hai của mình, hồi nãy dĩa đầu á mình quên cho củ dền với lại cái đậu với đồ chua vô, cho nên ăn thấy nó hơi thiếu thiếu cái gì. Dĩa thứ hai thì nhớ cái hộp đậu đó, tại để trong tủ lạnh á rồi quên. Ăn những cái món Tây này thì mình phải ăn rau nhiều á các bạn, không ngán. Cái thịt viên á, mà ăn cái thịt viên nhiều quá cũng ngán lắm. Mình ăn thịt viên ít lắm, chừng 2-3 cục nhỏ nhỏ thôi à. Mình ăn rau nhiều, những cái món này toàn là rau củ không à. Đó, dĩa thứ hai của mình đó là cử tối của mình đó các bạn, nhìn hấp dẫn ha các bạn. Coi vậy chứ ăn cũng mau đói lắm, tại rau không à, không có thịt nhiều. Mình thì ăn rau nhiều lắm, không có ăn thịt. Đây tất cả những món ăn mình đã làm xong rồi đó các bạn. Nói chung là hôm nay không có làm cái gì nhiều, chỉ là thịt sai về cái là mình trộn gia vị vô mình tự nướng thôi. Còn bánh này cũng vậy nè các bạn. Bánh này thì mình mua bột sẵn, rồi cái mứt sẵn, rồi về mình cũng tự nướng luôn thôi. Rồi ăn cái thịt này nè, mình ăn chung với lại xà lách, với lại những cái món ăn cũng làm sẵn luôn nè các bạn.
Tại vì mấy tuần nay mình không có được khỏe cho nên mình không có làm đồ ăn nhiều. Mình không có tự làm, cái này mình mua sẵn luôn. Ngày mai mới tự làm. Bữa nay là ăn bữa chiều tối, ăn nhẹ thôi các bạn. Ngày mai mới là ăn chánh. Đó, mình ăn với những cái món ăn này là mình mua sẵn hết đó các bạn. Để về mình làm. Ăn cũng ngon lắm á, những cái đồ ăn sẵn này nó cũng rẻ lắm các bạn. Mình làm thì nó tốn công nhiều lắm, nhưng mà nhiều khi mình cũng thích tự mình làm. Nhưng mà hôm nay mình không có được khỏe cho nên mình không có tự làm. Mình mua sẵn hết. Thịt viên ăn chung với những cái rau củ nướng nè các bạn. Cái này là củ cải rốt. Để mình nói nè, cái này là củ cải rốt. Còn cái này là khoai lang tây nướng. Cái hộp bên kia cũng là khoai lang tây nướng. Còn cái hộp này là massa lattico, là gan á các bạn. Gan á, nướng chung với gạo cũng ngon lắm, nó ngọt 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 ngọt. Hồi đó mình mới tới mình không biết ăn cái món này đâu, ăn thấy nó ngọt ngọt kỳ quá, nhưng mà ăn riết là quen. Hồi đó đi học á, mỗi lần mà ở nhà trường cho ăn món này là mình sợ lắm, mình đem theo mì gói mình ăn à. Tại vì ngày nào cho ăn món này thì cũng có những món khác nữa, thì mình ăn bánh mì hay là ăn súp thôi, chứ có cái món này cũng ăn với xà lách rồi vậy, nhưng mà mình thấy ngọt ngọt khó ăn lắm. Tại hồi mới tới á, mình ở trại mình ăn cái gì cũng mặn mòi quen rồi các bạn, rồi cái tới đây ăn cái gì cũng ngọt cũng béo hết đó, cho nên bước đầu á là cũng ăn cũng cũng hơi khó ăn á. Mình cứ ăn đồ Việt Nam hoài rồi cái đi học ở trường á, bắt buộc là phải ăn ở trường, cho nên ăn riết nó cũng quen, ăn riết rồi quen tới giờ luôn. Hôm nay là buổi chiều của mình, buổi chiều nhà mình là buổi chiều này á, là ăn nhẹ thôi, ăn xong rồi uống nước ngọt, là cũng có thể uống rượu, rượu trái cây mình làm nè các bạn. Đây 3 hũ rượu trái cây mình làm rồi, ăn xong rồi á, thì đây cũng có 1 rổ trái cây, rồi bánh ngọt, rồi sô cô la lung tung hết. Nói chung là những cái ngày lễ này á, thì nhà nào cũng có rượu, bánh, chocolate, chỉ vậy thôi. Giáng sinh là chỉ vậy thôi. Rồi ăn coi như mấy ngày này nghỉ lễ là nhà cứ ăn rồi chơi, ăn rồi chơi đã, rồi hò hát, hát hò rồi ăn tiếp, chỉ vậy thôi. Mấy ngày lễ mà, nghỉ lễ mấy ngày mà. Thường thường bên Phần Lan này thì mấy đứa con mình với những người bạn thì người ta lấy lễ nghỉ luôn cho tới qua qua Tết Tây luôn các bạn. Con mình thường thường nó nghỉ như vậy, nó lấy những ngày lễ khác á, nó không có đi làm, mà nó không có nghỉ, những ngày khác nó không nghỉ thì nó để cho tới ngày Noel này nè. Mà đa số là vậy, hồi xưa mình cũng vậy đó các bạn. Hồi xưa mình đi làm mình cũng nghỉ, không có nghỉ những cái ngày mà hàng tháng mình được nghỉ ngày thì mình không nghỉ, mình để dồn tới cái ngày Noel này nè mình nghỉ cho dài, rồi đi chơi á cho nó tiện. Hồi xưa mình còn trẻ mình cũng đi chơi dữ lắm nha, cuối tuần là đi bồng bế con cái đi Helsinki chơi, là thứ sáu đi là tới chủ nhật mới về không đó, chiều chủ nhật mới về. Tại vì lên thành phố nó vui hơn các bạn. Ở trên thành phố thì mình bạn bè nhiều lắm, đi lên trên trển chơi rồi cái ở lại ngủ nhà bạn luôn. Hồi lúc đó mới có 2 đứa con à, rồi tới thêm đứa con gái cũng vẫn còn đi nữa. Tới thằng trai út thì nó quậy quá cho nên không có dám dẫn đi nhà người ta. Là vậy đó, tại nhà người ta nó không có quậy gì, nó chỉ phá máy móc của người ta, rồi mình ngại hư á, cho nên mình không có đi nữa thôi. Tại vì thằng đó nó thích nghe nhạc lắm, nó đi tới nhà ai á là nó thấy máy nhạc là nó tự động lại, nó mở à. Người ta cũng cho vậy nhưng mà mình ngại, tới chừng mình đẻ đứa thứ tư là mình nghỉ, không có đi chơi đêm, ở lại đêm ở Helsinki nữa, chỉ là đi ban ngày thôi. Vừa quay những món ăn thì vừa tâm sự lại chút xíu ha. Mỗi lần Noel đó là mình nhớ lại xưa các bạn, rất là vui luôn á. Đi đi lên thành phố chơi, đi ăn tiệc,
đi chỗ này chỗ kia chỗ nọ, nhất là những ngày lễ Tết này nè là vô casino là vui lắm nha các bạn. Nhưng mà mình không có chơi đâu, mình vô đó để hội họp gặp bạn bè trong đó thôi chứ mình không có chơi. Ông xã mình cũng không có ghiền nữa, không có chơi, giống như đi cho biết cho vui thôi. Ở bên đây casino thì nó cũng yên tĩnh yên ổn lắm, không có chuyện gì xảy ra đó. Tại vì ở Phần Lan mà cái nước của nó nhỏ mà các bạn, cho nên nó cũng an lành lắm, yên ổn lắm, không không có nhiều chuyện phức tạp xảy ra. Cũng cầu mong cho đừng có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà nhiều năm nay Noel là thấy buồn lắm các bạn, tại vì Covid tới nè, rồi đâu có được đi chơi thoải mái, đâu có được tụ tập bạn bè gì đâu, cho nên không có vui. Hồi đó mỗi lần Noel này hả là nhà mình đó là mấy chục người luôn á, cả chục gia đình lại tụ tập lại nhà mình nấu ăn uống, rồi cái ca hát, rồi cái đánh bài tiếng lên, đánh bài tứ sắc, cái đánh xịp đồ. Tại Việt Nam mình mà các bạn, thì nhiều người thích đánh tứ sắc với xịp lắm. Mình thì cờ bạc thì mình không rớt, mình chỉ là thủ cái bếp thôi. Tất cả giống như là tụ tập lại nhà mình không à. Tại vì hồi đó mình ở nhà dưới đất á các bạn. Mình ở nhà dưới đất á, rồi không có ồn, mình không có ở nhà tầng, mình ở nhà dưới đất không có ồn, cho nên bạn bè tụ tập lại đông lắm. Còn hồi trước á, thì bạn ở nhà cây rót nhiều, nhưng mà sau này ai nấy cũng mua nhà hết rồi. Ai nấy cũng mua nhà, những năm mới tới thì đi làm chưa có khả năng mua, nhưng mà sau này bạn bè người nào cũng mua nhà hết, cho nên tới tụ tập thì ở nhà riêng thì nó thoải mái hơn. Ở chung cư mà đâu dám tụ tập vậy đâu các bạn, la chút xíu là bị mắng vốn rồi. Cho nên mình ở cũng không bao lâu thì mình cũng dọn đi. Dù sao mình có cái nhà riêng của mình đó, thì mình tụ tập thì nó thoải mái hơn các bạn. Không phải là mình nói là nhà 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 riêng nhà chung cư gì, nhưng mà hồi xưa mình cũng ở cả chục năm á, đâu ở cũng 5 năm ở nhà cây rót mà, trời ơi các bạn biết không, phiền lắm, con mình nó quấy quá bị mắng vốn dữ lắm. Rồi sau này mình ở nhà dưới đất cho nên đỡ phiền, ở mấy năm chịu không có nổi luôn á các bạn ơi, bị mắng vốn hoài à, tại nhà có con nít mà. Thôi mình tâm sự một chút xíu chuyện xưa ha. Rồi bây giờ mời tất cả các bạn ngắm nhìn những món ăn của mình nha, rất là đơn giản. Mời các bạn ngắm thôi chứ ăn thì ở xa quá à, đâu ăn được đâu. Mời ngắm những món ăn cho vui thôi. Những món ăn mình làm cũng rất là đơn giản, không có gì hết. Và ngắm những bình rượu của mình nè. Mình làm cũng mấy tháng rồi, bây giờ nó lên men ngon lắm á các bạn. Mình quay từ từ, nếu mà mình quay nhanh quá điện thoại sẽ bị rung. Mình còn chưa có biết cách cách chỉnh rung nữa. Có lúc nó rung quá mình còn chưa biết cách chỉnh nữa. Mình làm video thật sự là già rồi, mình làm thì mình cũng không có hiểu biết gì nhiều á các bạn. Nhiều khi cái gì không 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 được tốt á, video nó bị lắc quá thì các bạn cũng thông cảm nha. Tại mình cũng già rồi, không có rành về mấy chương trình trong YouTube này. Có gì thì các bạn giúp đỡ mình ha. Thôi video của mình tới đây cũng dài rồi. Trước trước khi mà chấm dứt á, thì mình cũng không quên chúc các bạn hưởng mùa Giáng sinh vui vẻ và đón năm mới thật là an lành nha các bạn. Hy vọng là năm mới tới á, là sẽ chấm dứt Covid từ từ, chấm dứt hết để cho tất cả mọi người còn đi về quê thăm quê hương của mình, rồi còn đi tới đi lui thăm anh chị bạn bè nữa. Bây giờ muốn đi tới thăm anh chị bạn bè đâu đi được đâu các bạn. Rồi thôi một lần nữa chào tạm biệt các bạn. Bye bye. Hẹn gặp lại các bạn video mới tiếp theo nha. Nếu mà thích video mình á thì xem hết video và ủng hộ cho mình nha các bạn. Đăng ký, nhấn chuông và like. Bye bye.